Hỏi: Gần đây các Phật tử và giáo đồ Tin Lành thường tổ chức các buổi họp để thảo luận về những điểm dị đồng giữa hai tôn giáo. Thấy họ thì có vẻ như thông hiểu với nhau lắm, nhưng con có điều thắc mắc. Có thật là một tôn giáo có thể chấp nhận một tôn giáo khác mà không có điều kiện gì? Thí dụ như tín đồ đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành có thật tin rằng con người sẽ được cứu rỗi qua những tôn giáo tín ngưỡng khác hơn là chỉ tin có Đấng Chúa Cứu Thế duy nhất chăng? Đáp: Tôi không thể trả lời câu hỏi này vì tôi chưa từng tham dự các buổi hội nghị với các vị lãnh tụ tôn giáo đó, và họ cũng chưa từng đến tham gia các cuộc họp của chúng tôi. Nếu còn muốn biết sự thật thì hãy mời các vị lãnh đạo của các tôn giáo chính trên thế giới cùng tập hợp lại, ngồi vào bàn hội nghị và thành thật giải bày một cách công khai, chứ không giấu giếm e dè chút gì về cảm tưởng của nhau. Hỏi rằng họ có thể triệt để chấp nhận lẫn nhau hay không? Nếu những tín đồ có tâm kỳ thị đè ép người để đưa mình lên, hoặc là đề cao thuyết này bài bác thuyết kia, thì đó tức là đã làm trái với tinh thần của vị giáo chủ sáng lập ra đạo của họ. Mục đích ban đầu mà những vị giáo chủ thành lập các tôn giáo lớn không phải là để tranh đấu với các đạo khác, hoặc cho rằng ta là đúng, kẻ khác là sai. Lại còn một điểm quan trọng khác nên chú ý là hiện nay có phong trào mới như đạo Tin Lành và đạo Phật thường tổ chức các buổi họp để trao đổi ý kiến với nhau. Nhưng chúng ta cũng nên xét rõ về những cái gọi là tổ chức Phật giáo đó có thật sự đại diện cho Phật giáo được không? Bây giờ có nhiều đoàn thể giả mượn danh nghĩa Phật giáo để làm những chuyện trộm danh gạt đời. Thí dụ như trong giáo phái Mật Tông, có một số tín đồ đã mang bệnh S vì họ coi chuyện dâm loạn như là trò chơi trẻ con. Còn Phật giáo Nhật Bản thì người xuất gia lại kết hôn lập gia đình. Như vậy thì họ làm sao có thể xưng là tăng lữ cho được? Ở Tây Phương cũng có rất nhiều hiện tượng như mắt cá lẫn lộn với hạt châu. Thật hay giả, chúng ta khó mà phân biệt được. Bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận xem xét cho kỹ về những người gọi là Phật giáo đồ đó. Thật là họ có thể phát ngôn để đại biểu cho Phật giáo được không? Chúng ta đừng để họ mê hoặc. Hỏi: Đệ tử làm thế nào để có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp? Đáp: Tôi cũng không có mắt chọn pháp, vậy tôi làm sao mà nói cho chú nghe được hả? Hỏi: Người ăn thịt có thể khai ngộ không? Đáp: Nếu miệng của người ăn thịt đủ lớn để nuốt trọn cả một con heo, một con dê hay một con bò thì người ăn thịt đó có thể khai ngộ. Còn nếu không có cái miệng to như thế thì không ai bảo đảm là có thể khai ngộ được. Ha ha ha,